Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với khóa học của mình. Thì mình tên là Hiếu ha. Ở clip này mình sẽ tiếp tục làm về phần thanh toán ha. Phần thanh toán trong giỏ hàng. Thì cái phần thanh toán này gồm là có hai phần, là phần offline, phần online. Mình đã làm ở video clip trước ha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này, mình sẽ làm về phần thanh toán offline payment ha. Thì ở đây mình có thêm một cái nút, đó là nút previous, có nghĩa là nút quay lại ha. Thì khi các bạn không thanh toán, các bạn nhấn vào lúc cái nút previous này, nó sẽ quay lại trang card ha. Rồi các bạn nhấn check out thì là thanh toán. Rồi ở đây đây là cái trang card, cái nút previous ha, các bạn có thể tự thêm được ha, đơn giản thôi ha. Rồi cái mà đây, khi người dùng click vào apply payment thì mặc định nó sẽ chuyển tới trang apply payment mà mình đã tạo ha. Thì tạm thời cái trang apply payment là nó đang rỗng ha, thì các bạn sẽ copy cho mình từ cái phần các bạn mở cho mình lại cái phần là detail ha, cái phần detail đâu, để mình coi lại cái phần detail này, không biết mình copy được hay không. Được, mình copy cái phần detail này ha, từ cái gì, cái trang detail này, các bạn copy, các bạn qua lại apply payment bắt ra. Rồi các bạn xóa cho mình tất thảy ha, hết dưới này. Hết dưới này. Các bạn coi cho đúng cái hàm div ha. Div à, đúng rồi, cái div này là thuộc section này. Rồi ok ha. Thì cái hàng session group này á thì nó sẽ là apply payment, thì mình sẽ copy từ cái thằng bây giờ là mình mở lại cái trang payment, mình copy cái thằng này ha, cái thằng deep heading này, deep heading này ha, các bạn copy cái thằng deep heading này, các bạn bắt ra đây, các bạn ghi là apply payment ha, có nghĩa là thanh toán không trực tuyến á ha, thanh toán apply ha. Rồi các bạn ra đây lại, các bạn refresh lại cái trang apply payment của mình. Ở đây là cái mình ẩn cái set này đi ha. Rồi các bạn vào lại trang check out apply payment ha. Đây apply payment ha, apply payment. Rồi cái tiếp tục các bạn làm cho mình, đó là các bạn khai báo cho mình là hai cái thẻ deep dưới đây ha. Box 1 đi, các bạn khai báo cho mình là box lép đi ha, box lép. Còn dưới đây các bạn khai báo cho mình là box right ha, box right. Thì mặc định cái box lép này nó chứa gì, box lép có nghĩa là cái box bên trái này nó chứa gì và cái box bên phải này nó chứa gì ha. Thì mình sẽ khai báo hai cái box này bằng cái cách là như sau, các bạn làm theo mình ha. Chuột phải vào kiểm tra ha, kiểm tra nguồn trang, bạn cho cái box left này là cái ký tự nào đó đi ha. Rồi ra đây bị refresh lại ha, các bạn chỉ như vậy ha, chỉ vào, sau đó đây box left nè, cộng last ha, cộng last. Mình làm vậy cho nó nhanh ha, mình sẽ cho cái này là qua 50% ha. Border 1 pixel select, mình cho tạm thời là màu xám đi ha. Đó, rồi mình cho nó float left, có nghĩa là đổ vào bên trái ha, đổ vào bên trái. Rồi ok, tạm thời như vậy. Các bạn vào đây, các bạn thêm style ha, style. Mình thì mình thêm style vào đây ha, thì các bạn có quyền thêm style vào cái chỗ là style.css này ha. Đó, tùy mấy bạn ha, nhưng mà mình thêm style vào đây. Đó, sau đó các bạn ra đây, các bạn refresh lại. Rồi box right thì các bạn cũng làm tương tự ha. Box right mình làm tương tự thì mình copy từ box left ha. Box right, cái này mình ghi là box right ha. Right, cái này mình xuống dưới này. Rồi. Này là mình lock right. Này là đổ qua bên phải ha. Cái này mình cho khoảng cỡ 50 là 100, rồi mình cho khoảng 40% thôi, 42 cho nó lớn ha. Thì 50 cộng 42 là ra là 92% ha. Thì 92% đây, lock right. Rồi ok, các bạn ra đây, các bạn refresh lại. Thì mặc định 92% nó sẽ có một cái khoảng trống của 6% còn lại ha.
thì ở đây mình cho khoảng 43%, 45, khoảng 48 đi ha, 48. Rồi các bạn cho padding ha, padding là 10 ha. Nội dung cách gì, cách cái lề, cách cái lề ở đây thì khoảng 10 pixel ha, 10 pixel ha, rất là đơn giản ha. Padding 10 pixel thì nó sẽ đẩy cái kia ra 4, bạn cho cái này lùi lại là 45. Rồi ha, tạm thời như vậy đi ha. Rồi các bạn tắt lại cái này đi. Thì mặc định cái phần bên trái này nó sẽ chứa là cái thông tin gì, cái thông tin của cái giỏ hàng. Phần bên phải này nó sẽ chứa là thông tin của gì, của cái người dùng đăng nhập ha. Thì khi người dùng đăng nhập click vào apply payment thì hiển thị là cái tất cả các sản phẩm mà các bạn đã mua. Và bên phải này hiển thị thông tin của bạn ha. Thì các bạn có quyền update thông tin của mình ha. Rồi ở dưới là nó có chừng order. Order là có như thanh toán đặt ha. Đã là đặt hàng là coi như là lưu vào cơ sở dữ liệu ha. Thì thanh toán apply nó chỉ đơn giản như vậy thôi. 46. Rồi 47 kìa. Cách dài quá. Rồi ok. Bây giờ các bạn từ hai cái box này các bạn sẽ copy cho mình. Các bạn mở lại cho mình cái file card ha. Cái file card là file giỏ hàng. Thì cái file card này các bạn copy cho mình là từ cái right one card quantity date card date tail. Các bạn copy cho mình từ cái phần là bây giờ từ cái phần nào đây ta? Các bạn copy cho mình từ cái phần update là mình không cần nè, mình không cần update. Mình chỉ cần nó hiển thị thông tin thôi, get product card ha, từ cái hàng table này ha, từ cái thằng table này đi. Bạn copy cho mình từ cái thằng table này. Xuống table này luôn. Deep card pay đi, các bạn copy cho mình từ cái thằng deep card pay ha. Rồi, các bạn qua bên payment này các bạn bắt ra bên booklet ha, booklet. Rồi, các bạn ra đây các bạn thử refresh ha. Thì khi các bạn refresh lại thì mặc định nó sẽ ra là quantity là 1 ha. Quantity là mình. Rồi, bây giờ mình chỉnh ha. Mình chỉnh, bắt đầu mình chỉnh là từ cái thằng do card này các bạn cho H4 ha. Các bạn đổi lại do do card cũng được ha, do card. Rồi. Giỏ hàng của bạn ha, giỏ card của bạn. Rồi, giỏ hàng của bạn. Đây cho H3 đi, H4 nhỏ quá. Giỏ card. Các bạn xóa luôn đi, thử coi, các bạn xóa luôn. Rồi, ok, khi các bạn xóa rồi thì ở đây có product name nè. ID mình sẽ cho thêm một cái dòng đó là ID ha. ID dòng này có nghĩa là cái dòng mà ID khoảng cỡ 5% thôi ha, 5%. Thì cái này bạn giảm xuống còn 15% ha. Rồi y cái này các bạn cho một cái thẻ TD nữa đó là echo đô la y ha. Thì ở trên đây các bạn khai báo là đô la y bằng 0. Chủ yếu mình lấy thứ tự thôi ha. Rồi y cộng cộng. Rồi các bạn ra đây bạn refresh lại thì mình có hai cái sản phẩm mình mua ha. Mình có hiển thị không, mình không có hiển thị hình ảnh ha, mình không cần hiển thị hình ảnh nữa. Rồi mình sẽ xóa cái hình ảnh này đi. Mình sẽ hiển thị giá nè, số lượng mình không cho update ha, không cho update nữa. Thì là submit quantity nè, number. Mình sẽ đổi lại là cái number. Mình sẽ không cho hidden này, mình xóa luôn. Form này mình xóa ha, form này mình cũng xóa luôn.
Speed này mình cũng xóa luôn. Mình sẽ cho hiển thị chỉ mỗi cái số lượng thôi. Cho quantity ha. Mình không cho nó update nữa. Đó, quantity, tổng cộng giá nè, action hành động ha. Hành động thì mình không có không, hành động thì mình sẽ không cho luôn ha. Cái action này mình cũng không cho luôn ha. Đây, action này mình sẽ không cho luôn. Mặc định mình sẽ hiển thị ra những thông tin mà mình đã mua thôi ha. Gồm có product name nè, price nè, quantity, số lượng và tổng cộng giá là ha. Rồi dưới đây subtotal là 3000. VAT. VAT mình cho một cái dòng nữa là cái dòng thuế này là 10%. Thì mình sẽ thuế là 10% thì tương ứng với gì? Với gì? Mình sẽ là ECHO. ECHO thuế là 10% thì bằng là VAT nè, VAT. VAT, VAT 10%. Mình sẽ ECHO này ha, ECHO rồi. Đó là 10% của 3000 là 300 ha. 3000. 300 rồi là 303. Rồi. Subtotal, cái này các bạn sửa lại cho mình là price thì các bạn sẽ chấm thêm. Chữ Việt Nam đồng ha, ví dụ Việt Nam đồng đi ha, ví dụ Việt Nam đồng. Rồi, ở đây quantity total right tổng cộng là các bạn cũng chấm Việt Nam đồng luôn. Rồi, ở dưới subtotal cũng vậy luôn ha. Subtotal, subtotal quantity, cái số lượng thì các bạn cho mình thêm một cái biến nữa ở dưới đây. Các bạn để cho mình là grand total, các bạn để cho mình là số lượng ha. TD quantity. Cho mình cái TR nữa là số lượng. Quantity ha, số lượng tổng ha, số lượng tổng. Total quantity ha, total quantity, số lượng tổng là mình là bao nhiêu. Số lượng tổng của mình là bằng cái này, cái quantity này ha. Quantity số lượng tổng thì mặc định mình sẽ là không, các bạn không cho mình số lượng tổng ha, bạn bỏ đi. Ở đây mình sẽ có là subtotal là 3000. Bắt ra ở dưới đây là thuế cộng này là bắt ra luôn ha. Rồi, Việt Nam đồng. Thì ở subtotal này các bạn cho mình một cái cloudflare table border ha, các bạn cho mình là border 1 pixel solid. Cho nó màu cũng màu xám luôn ha. Xám. Rồi ha. Padding 5 bit. Lép như padding không được. Các bạn thử cho padding coi. 5 pixel. Cái này hay không được rồi. Margin 5 bit. Ồ, margin 5 bit thì được ha. Mình cho thử margin 5 pixel. Rồi. Ở đây mình bỏ border đi. Mình ấy border thì nó hơi bị xấu ha. Rồi ok, ở còn cái phần lại bên đây ha, còn phần bên đây là mình sẽ cho hiển thị gì?
hiển thị cái profile ha, cái profile, cái thông tin của người mua hàng ha. Thì ở cái profile này các bạn sẽ copy cho mình từ cái thằng table long này. Rồi các bạn qua đây, các bạn qua cái trang payment offline đây, các bạn bắt ra cho mình cái box price này ha, bên phần box price này. Đó, đây là cái thông tin ha, đây là cái thông tin của cái người gì, cái người mua hàng. Các bạn có thể update profile ha, update profile. Rồi các bạn nhấn save ha. Đó. Rồi, đây thì mình đã cho hiển thị được là cái gì? Cái thằng là giỏ hàng và cái người thông tin người mua hàng. Thì mình sẽ tạo thêm một cái nút ha, mình sẽ tạo thêm một cái nút ở dưới cái phần trong cái thằng deep section group này thì là mình tạo cái một cái input type and submit giá trị là bằng gì, bằng là order, có nghĩa là đặt hàng ha, order có nghĩa là đặt hàng. Name bằng order ha. Rồi mình ra đây mình sẽ refresh lại ha. Đó, mặc định nó sẽ có cái nút order này, mình sẽ cho nó nằm ở ngoài cái div này. Mặc định các bạn sẽ cho nó nằm ngoài ở cái div này, là cái div main rồi, div chính rồi, mình sẽ cho nó nằm ở trong cái div main này ha. Đó, main này. Rồi các bạn sẽ styling cho cái order này. Mình sẽ cho cái order này một cái class bằng submit order ha, submit order. Rồi các bạn ra đây, các bạn ai cho mình cái chữ submit order là bằng là padding 10 bit ha. Rồi border none, background mình cho là màu đỏ ha. Rồi mình cho là padding 10 cho cái nút này nó to lên tí xíu ha, dài ra nữa ha. Rồi cho 70 đi, cho 70 nên cho 10 thôi. Rồi mình sẽ là font size mình cho cái chữ lớn hơn tí xíu ha, 19 pixel cho là 25 pixel ha. Color mình cho nó là màu trắng. Rồi border radius 50 pixel. 50 thì nó xấu á, cho là đây, mình cho là 5% ha, 5%. Rồi mình sẽ copy vào cái style trên đây, Rồi, mình sẽ tiếp tục là mình, các bạn bỏ vào radius này đi, nhìn nó xấu quá ha. Rồi, mình sẽ từ cái thằng submit này, mình sẽ thêm một cái div class nữa, đó là, không biết mình thử cái center này được không ta? Center. Rồi, xuống này cái center. À được ha. Rồi các bạn sẽ cho cái nút này nó sẽ margin ha, margin 10 bit ha. Trên dưới trái phải 10 pixel ha, trên dưới trái phải 10 pixel. Rồi, các bạn tắt cái này đi ha, mặc định à. Order mình sẽ sửa lại là order now. Order now có nghĩa là đặt hàng ngay bây giờ ha. Thì khi người dùng khi mà các bạn lúc này nó sẽ, mình sẽ gửi một cái form ha, mình sẽ gửi một cái form. Các bạn mở một cái form ở ngoài cái div main này ha. Mình sẽ gửi một cái form action bằng rộng ha. Cái form này là cái form mình sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu ha.
mình sẽ đặt hàng ha, mình sẽ đặt hàng và mình sẽ lưu vào cơ sở dữ liệu. Rồi order now ở đây nó sẽ name order class submit. Ở đây là mình sẽ cho point console pointer. Đó, có nghĩa là khi các bạn rê vào cái order now này nó sẽ có gì? Nó sẽ có cái nút đó, khi mà các bạn click nè ha. Thì cái form mặc định nó sẽ reload, nó gửi đúng cái trang này luôn ha, gửi đúng cái trang này. Thì clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là đặt hàng ha, đặt hàng order now, click vào order thì nó sẽ lưu tất cả mọi thứ ha, từ thông tin người dùng cho tới là thông tin đơn hàng vào cái cơ sở dữ liệu mà mình sẽ được tạo ha, mình sẽ được tạo. Các bạn mở lên. Mình mở lại cơ sở dữ liệu của mình ha, đó. Đây mình sẽ tạo một cái cơ sở dữ liệu mới ha. Rồi thì xin cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Xin chào tạm biệt các bạn. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip sau nha.